Chào cả nhà, An đang đứng bên đồn. Hôm nay có vài đơn trâu rời tam bảo sắc, bao hỷ, điểm nhất điểm hồng với lại sóc. Mong mọi người ủng hộ nhé. Có đơn số 1 là 250k của 4 cây nhé. Đơn số 1, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này. Đơn số 1 là 4 cây nhé, cả nhà nhé. Đơn số 1 là 4 cây này. Bốn cây nè, 250k. Đơn số 2 là 4 cây, 250k. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này 250k nhé. Đơn số 3 là 200k. Đơn số 3 là 200k. Một cây này. Có 3 cây nhé. Đơn số 3 là 200k. Một cây này. Hai cây này. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Đơn số 3 là 200k nhé. Đơn số 4 250k, 5 cây. 5 cây nhé, 250k. Cây số 1 này. 2 này. 3. 4. 5. 5 cây nè, 250k là đơn số 4, 250k. Đơn số 4 250k. Đơn số 5 là cây cho to nhé. Là 350k, 3 cây. Cây này cây trung này. 1 này. Cây 2 này. Cây số 3 này. 3 cây này, 350k. Đơn hình số 5 nhé. Đây là đơn số 5 nhé. 350k. Hình số 6, 280k. Với 4 cây. 1 này. 2 này. 3 này. 2 cây này. Cây thứ 3 này. Cây thứ 4 này. 4 cây này nè. 280k nhé các bạn nhé. Số 6 là 280k. Số 7 này, đây là đơn trâu xạ mình xả nha. 400k, 13 cây, 400k, 13 cây. Cây số 1, cây số 2, cây số 3, cây số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 cây này là 400k nhé. 13 cây này là 400k này. Đây là hình số 7. Hình số 7 thì 3 cây 400k. Số 9. Đây là số 9 nhé. 120k là đơn tam bảo sắc. Nên là mình có hai đơn tam bảo sắc. Một cây này. Hai này. 3 này. 4 này. 5. 6. 7. 8. 9 cây nhé. 9 cây. 9 cây này là 120k, đơn số 9. Tam bảo sắc nhé. Lộn tí. Đây đơn số 8 này. 120k. 1 cây này. 2 này. 3 này. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 cây. 10 cây là 120k đơn tam bảo sắc nhé. Đơn số 8 nhé. Đơn số 8, 120k là đơn số 8, tam bảo sắc. Đơn số 10, đơn số 10 là combo nhé. Đơn số 10 là 200k combo. Đây là nhất điểm hồng này, hàng rời nhé. Có 3 dè nhất điểm hồng hàng rời, 3 dè nhị hồng này. Có 4 khúc tam báo hỷ này. 4 khúc báo hỷ. Đơn số 10 200k nhé. 4 khúc báo hỷ này. Đây là sóc nhé, mình nhé. Sóc này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 con sóc này. Đây sóc này. Đây là cây quế tím 1 này. 2 3 4 200k cho đơn số 10 nhé. Mọi người chốt đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0332155318. Mình tên là An nhé. Mình có 10 đơn này. Và mọi người hãy đăng ký kênh và ủng hộ An Lan Đường 4 đơn nhé. Mình kết thúc live ở đây ạ.